vâng, em Vuông xin chào toàn thể tất cả bác và toàn thể tất cả các anh em. Thì hôm nay thì trong video này thì bên em có ít giờ tín hiệu dây loa để phục vụ cho cả bác với mức giá bình dân, và nó hỗ trợ cho âm thanh cho bộ dàn karaoke hoặc bộ dàn nghe nhạc của chúng ta rất là nhiều. Đó. Thì chủ yếu là những dòng dây Canon, dây loa, dây tín hiệu nha bác nha. Rồi em đi vào giới thiệu luôn cho các bác để các bác khỏi mất thời gian và báo giá luôn. Bác nào alo được chốt được sản phẩm nào thì alo em. Hàng này thì em ship toàn quốc cho các bác. Rồi thì đầu tiên thì dây này thì là dây tín hiệu RCA hai đầu AV nha bác nha, hai đầu AV, và dây này thì dây đầu là XLO, dây của Anh Quốc, đó, dây tín hiệu của Anh Quốc, lỗi đồng nha bác, lỗi đồng, dây hỗ trợ tín hiệu cực tốt cho cả bác về ba giải, đặc biệt là về giải bát nha, đó. Dây này thì hiện tại bên em đang có giá là cái dây này hiện tại là đang có giá là 550 ngàn nha bác nha. Thì bên em còn một cặp, bác nào chốt thì alo. Còn dây này là dây autophone của Đan Mạch nha bác, dây xử lý tín hiệu một chiều autophone của Đan Mạch. Dây này cũng là lỗi đồng, các bác nhìn những cái đầu rất nó đây, cực kỳ là chất lượng nha. Đấy. Và dây này thì có giá là 600 ngàn nha bác nha, 600 ngàn. Đó, hiện tại thì cũng chỉ còn là 4 bộ nha bác, 4 bộ. Mỗi bộ như thế này gồm 2 dây và mỗi dây là dài 1 mét nha. Đó, dây túng tín hiệu nó dài 1 mét, còn dây lo là 2 mét rưỡi nha bác, 2 mét rưỡi một quế. Rồi, ở đây thì em có một dây lo, cái còn lại một cặp duy nhất. Đó là cặp dây Jabo của Đức. Đó, dây sở hữu là 2... đầu bắp chuối, hai đầu bắp chuối, và các bác nào muốn chiến xong môi chim thì bên em cũng sẽ có cái đầu chiến bắp chuối môi chim riêng biệt để kèm theo cho tất cả bác, để các bác gắn vào những cái trạm lô mà không có bắp chuối chỉ có môi chim nha. Dây này là dây lỗi bạc nha bác, lỗi bạc, lỗi bạc siêu mịn luôn, siêu mịn, bạc nó sánh vào như thế này. Dây Jabo của Đức nha bác nha. Jabo này, Jabo Audio File nha, dài trúng dây lo luôn các bác. Đó. Và dây này thì mỗi quế cũng dài là 2 mét rưỡi, dây này có giá là 1.600.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho cả bác nha. Bên đây là dòng dây loa Monster, dây lỗi đồng, dây Monster của Mỹ, và cũng như là dây này thì dây Monster nha bác. Monster. Dây này là dây bán dẹp, dây bán dẹp, một đầu bắp chuối và một đầu mo chim, mỗi vế cũng dài 2 mét rưỡi, dây này có giá là 450.000. 450 ngàn nha bác nha, một bộ như thế này các bác vừa chơi cải thiện chất âm rất là hay hơn những dòng dây các bác mua chợ rất là nhiều. Nhiều bác sử dụng những dòng dây điện để mà chơi thì bỏ ra 450 ngàn, các bác có ngay là một bộ dây lo hỗ trợ âm thanh cho các bác. Về cái những bộ dàn âm thanh của các bác thì nó cải thiện hơn rất nhiều. Này thì em giá bình dân, em nhập về số lượng cho các bác để các bác chơi. Mỗi bộ là 450 ngàn nha bác nha. Còn dây bên này là cũng là dây Monster của Mỹ luôn, Mỹ in Yoda các bác, Monster. Dây này là dây Monster M2.2S nha bác nha, M2.2S, dây rất là to nha, to bằng ngón bé ngón tay cái tí này, đó, dây cực kỳ là to nha. Đấy, chất lượng lỗi đồng nha bác, lỗi đồng, một đầu mo chim, một đầu bắp chuối luôn, dây này có giá là 1.200.000, 1.200.000 nha. Rồi. Đó là dây lo, giờ chuyển tiếp qua dây tín hiệu thì bên này có dây đây cũng là dây của Đức nha bác, dây của Đức.
xin lỗi anh em, giờ của anh Quốc đây in lên nha bác nha. Giờ cũng truyền tải tín hiệu một chiều, đầu hai đầu là đầu canon đực và canon cái, phù hợp cho tất cả bác từ kết nối từ vai xuống đáy, hoặc là từ những cái con EQ mà có canon á thì xuống đáy thì rất ok. Giờ này cũng là dây lỗi đồng và dây này có giá là 600 ngàn một bộ như này, một dây là dài 1 mét. Ở đây thì em có hai loại dây, dây 3.5 ra AV, 3.5 ra AV cho các bác kết nối từ laptop, TV, điện thoại vân vân vào những cái con đói, những con âm ly hoặc là những con van. Thì dây này là dây monitor của Mỹ, được bọc ráp bên ngoài chống trời xước, chống đất, và cũng như đây monitor nha bác nha. Đầu đây là đầu 3.5 ra hai đầu AV, có cục chống nhiễu đó, cục từ chống nhiễu nha bác nha. Giá này thì có giá là 500 một bộ nha bác, 500 bộ, bên em còn hai bộ. Còn giá này là do backing của Đức, giá này dài 2 mét, còn giá này là dài 1m8, còn giá này là dài 2 mét nha. Giá của Monto của Mỹ dài 2 mét, giá này 1m8 này, backing của Đức này, tất cả là đều đúc hết nha đó, đúc nguyên bản. Giá backing của Đức giá này có giá là 200 ngàn, 200 ngàn nha bác, một sợi. Rồi dây tín hiệu Canon ra 6 ly và Canon ra Canon được Canon cái của dây Summer của Đức lên đầu, thì dây này có giá là 300 ngàn một bộ nha các bác nha, 300 ngàn một bộ như thế này. Các bác nào có nhu cầu thì alo em, mỗi dây là dài 1 mét, mỗi dây là dài 1 mét. Dây này thì có số lượng, anh em muốn lấy bao nhiêu bộ thì lấy, anh em thợ thì lấy thì báo em, 300 ngàn một bộ nha, một cặp đó, một cặp nhỏ như thế này, dài cũng dài 1 mét luôn, 300 ngàn. Đấy, các bác muốn Canon ra 6 ly hay là Canon ra AV, Canon ra Canon thì alo cũng không, giá là 300 ngàn đồng giá. Bên đây là dây loa nha các bác ơi, dây loa thì bên em có dây 5 mét và dây 7 mét, dây loa phục vụ cho cả bác, một đầu Canon cái, một đầu 6 ly, dây 5 mét, cũng là dây Summer của Đức nha. Dây 5 mét thì có giá là 450 ngàn, còn dây 7 mét là 550 ngàn nha bác nha, 550 ngàn, còn dây 5 mét là 450 ngàn. Các bác lấy dây nào chơi thì alo, dài bao nhiêu mét thì thông báo có không đó. Dây thì cực kỳ là mềm dẻo và chất tiếng của những dòng dây này thì khối vàng nha bác. Độ chống nhiễu nó cực kỳ là cao, không chống nhiễu, không gây rú hít và cũng như là sột sẹt loa vân vân. Nhiều cái nhiều bác chỉ tiết kiệm vài trăm ngàn, 200-300 ngàn, rồi các bác mua mà cái dây chợ nó 100 mấy 200 ngàn, hơn 200 ngàn, các bác về chơi đâu được vài tháng là được năm thì cái dây nó tự động nó oxy hóa trong cái ruột đó, nó gây nhiễu hoặc là nhiễu tín hiệu hoặc là đứt dây, đứt ruột bên trong đó, thì nó không đáp ứng được tốt những cái những âm thanh và những chất âm mang lại, thì nó hơi bị lãng phí. Thì các bác đầu tư thêm một tí, thêm 200-300 ngàn nữa, các bác lấy những dòng dây xịn như thế này, các bác về chơi thì nó ổn định hơn. Đây là những dòng dây bình dân mà em lấy về để phục vụ cho tất cả các bác. Thì mọi chi tiết mua hàng thì tất cả các bác cứ việc liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau. Các bác ủng hộ em thì chốt sản phẩm và cũng như là alo trực tiếp Hồng để có cùng gửi hàng nha. Này thì bên em đã bao ship và cũng như là gửi không cần cọc COD luôn cho tất cả các bác luôn nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.